chính những con người đó đã làm nên hồn thiêng sông núi. Trong hồn khí linh thiêng của dân tộc Việt Nam, hệ thống các đền thờ, miếu thờ, lăng mộ, điện thờ từ Bắc chí Nam, từ miền ngược tới miền xuôi là di sản văn hóa phi vật thể. Những di sản văn hóa phi vật thể này được các đời con cháu giữ gìn và hun đúc thêm phần anh linh.
Thank you.
Thank you.